kẻ trộm đu dây như người nhện đột nhập vào nhà dân lấy tài sản. Ngày 5 tháng 7, Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của người dân về vụ mất trộm tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, anh C, 30 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi cho biết, sáng ngày 3 tháng 7, anh ngủ dậy thì phát hiện cửa nhà mở. Bên trong nhà tại lối ra vào, có sợi dây bằng nhựa dẻo cột từ cửa thông gió thòng xuống sàn nhà. Kiểm tra thì phát hiện một số tài sản của gia đình bị mất. Xem lại camera an ninh thì thấy hơn 3 giờ cùng ngày, có một nam thanh niên đột nhập vào nhà bằng cách đu từ sợi dây cột vào cửa thông gió. Vào được bên trong, kẻ trộm lấy chìa khóa, mở cửa chính, sau đó tiếp tục lục tìm lấy tài sản và rời đi. Anh C cho biết, cửa thông gió chúng tôi để hở nên kẻ trộm đột nhập từ đây. Kẻ gian lấy trộm túi sách và một chiếc ví, bên trong có khoảng 10 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ghi nhận tại nhà anh C, dấu chân kẻ gian in chi chít trên bờ tường đoạn gần cửa thông gió. Khoảng cách từ cửa thông gió xuống nền nhà cao hơn 3 mét. Cũng theo anh C, sau khi lấy trộm, kẻ gian đã quăng lại túi sách cách nhà vài trăm mét, bên trong có giấy tờ tùy thân của vợ anh. Riêng ví tiền cùng giấy tờ tùy thân của anh C đã mất nên gia đình anh C đã trình báo công an. Liên quan vụ trộm này, đại diện công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi xác nhận đã tiếp nhận trình báo của nạn nhân và đang củng cố hồ sơ để bàn giao cho công an huyện Củ Chi điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Không như tên trộm đu dây vào nhà lấy tài sản, người phụ nữ này đu rễ cây để tập thể dục khiến dân mạng tranh cãi. Đơn cử như mới đây, một người phụ nữ đu rễ cây si để rèn luyện sức khỏe khiến ai nấy đều phì cười. Theo đó, người phụ nữ này có thể là đang ngồi bán hàng, tranh thủ lúc vắng khách, chị ta đứng dậy đi lại và tập thể dục để thư giãn, lấy lại tinh thần khỏe khắn. Bất chấp ánh nhìn của nhiều người đi đường, người phụ nữ vô tư dùng đôi tay với lên bộ rễ của cây si lâu năm và đu mình lên đó, không chỉ làm một lần mà chị còn làm nhiều lần. Nhìn hình ảnh này, nhiều người cảm thấy vui vẻ bởi người phụ nữ tập thể dục trông rất đáng yêu, giống như con nít hồn nhiên vô tư. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cảnh báo nguy hiểm khi tập thể dục kiểu này. Bởi khi tập sai tư thế, không đúng phương pháp có thể khiến cơ thể bị tổn thương, tay có thể bị bong gân. Mặt khác, nhỡ chị ta tuột tay mất cân bằng và lao ra phía ngoài đường, nơi xe cộ đang đi lại tấp nập thì không tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào. Dưới đây là một số bình luận của dân mạng, mình vui là được. Cứ lo đứt cái dây kia thì không biết chị ta sẽ thế nào, cũng thật là nguy hiểm. Ngày xưa cũng đu bẹ dừa kiểu này nè, rất luôn xuống đám ruộng người ta mới trồng. Tôi cũng hay đu như thế và rồi bị ăn đòn, tại mẹ thấy bảo con gái con đứa đu rồi ngã rụng hết răng.